chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Việt Nam Story. Quý vị thân mến, từ năm 2020, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã chứng kiến sự bùng phát mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, gây ra nhiều tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tuy nhiên, đối với Việt Nam chúng ta, dường như nguồn vốn này luôn ở trên đà phát triển bất chấp nhiều biến động chung của thế giới. Đặc biệt là bước sang năm 2022, khi mà Việt Nam về cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh, bắt đầu nới lỏng hoặc dỡ bỏ các hạn chế về đi lại, cộng với những vị thế về vị trí địa lý và lao động trẻ, nguồn vốn FDI vào Việt Nam dường như được cộng thêm một nguồn xung lực mới. Mới đây, một chuyên gia của Thái Lan đã đánh giá rất cao sự nỗ lực và những thành tựu mà Việt Nam có được so với các nước khác. Qua đó nhận định rằng, Việt Nam là một trong những thị trường hứa hẹn nhất để đầu tư dài hạn do quốc gia này ứng phó tốt với những thách thức và bất ổn toàn cầu nhờ nền kinh tế phát triển nhanh. Vậy, cụ thể, chuyên gia này đã đánh giá tiềm lực của Việt Nam như thế nào? Và chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong thời gian vừa qua? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Mặc dù nền kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều biến động do tình hình chính trị căng thẳng, Giám đốc điều hành CEO Công ty Quản lý Đầu tư Greentech Asset Management KTAM Javinda Hendratenakul cho biết đã có những dấu hiệu cho thấy tốc độ lạm phát đang bắt đầu chậm lại sau khi một số ngân hàng trung ương thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt áp lực lạm phát. CEO Hendratenakul lưu ý rằng KTAM đã bắt đầu nhận thấy dấu hiệu phục hồi kinh tế ở các quốc gia có tiềm năng tăng trưởng cao. Trong số đó, Ấn Độ và Việt Nam là các thị trường ngày càng trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Theo bà Hendratenakul, nền kinh tế Ấn Độ đã được hưởng lợi từ các biện pháp của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ nhằm nâng cao giá tài sản. Bên cạnh đó, tiêu dùng trong nước có tiềm năng tăng trưởng rất lớn với dân số 1,38 tỷ người, trong đó 65% ở độ tuổi lao động. Ngoài ra, chính phủ Ấn Độ đã tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cũng như tư nhân hóa một số công ty nhà nước khác nhau. Bà Javinda nói rằng các biện pháp này sẽ thu hút thêm dòng vốn đầu tư để thúc đẩy mở rộng nền kinh tế hơn nữa. Trong khi đó, Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn do tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và lạm phát tương đối thấp. Bất chấp thị trường chứng khoán giảm mạnh gần đây, bà Javinda nhận định những điều kiện như vậy mang đến một cơ hội đầu tư mới. Đối với các khoản đầu tư vào Ấn Độ, KTAM đề xuất đầu tư vào quỹ cổ phần KTAM Ấn Độ, KT India A, tập trung vào các khoản đầu tư tại quỹ cổ phần Invesco Ấn Độ, loại A, quỹ chủ, nhằm mục tiêu tăng trưởng vốn dài hạn. Đối với Việt Nam, đầu tư vào quỹ KTAM Vietnam Equity Fund, KT Vietnam A, là khoản đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận tốt. Thông qua đầu tư cổ phiếu, quỹ tập trung vào các cổ phiếu được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế và các công ty niêm yết trên thị trường trong và ngoài nước. Bà Javinda cho biết, các nhà đầu tư đang muốn đầu tư với lợi ích về thuế có thể lựa chọn quỹ cổ phần KTAM Việt Nam loại tiết kiệm, còn được gọi là KT Việt Nam SSF. Trước đó, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, ông Nikonde Palankuda đã phát biểu tại lễ ra mắt Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, Thaicham, vào chiều ngày 5 tháng 4 rằng sẽ ngày càng nhiều nhà đầu tư Thái Lan cả lớn lẫn nhỏ quan tâm tới Việt Nam bởi họ có niềm tin mãnh liệt vào triển vọng tăng trưởng tươi sáng, công tác kiểm soát COVID-19 vượt trội và tỷ lệ tiêm chủng vaccine ấn tượng của các bạn. Trước đây, Thaicham có tên gọi chính thức là Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan TPA, được thành lập vào ngày 1 tháng 12 năm 2021 nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam, đồng thời tạo môi trường thuận lợi hơn nữa để hai nước đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 25 tỷ USD vào năm 2025 như đề xuất của lãnh đạo hai nước. Qua đây, Thaicham sẽ là chất xúc tác cho các nhà đầu tư Thái Lan tại Việt Nam đóng vai trò tích cực hơn nữa cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và các phòng thương mại của các quốc gia khác thuộc Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam VPF. Đồng thời, Thaicham cũng đóng vai trò là nơi ươm mầm và bàn đạp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Thái Lan mong muốn đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Ngoài ra, Thaicham còn sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp hai nước thông qua chuỗi cung ứng và đưa hai quốc gia xích lại gần nhau hơn trong hợp tác tiểu vùng, khu vực và đa phương. Thái Lan sẽ chủ trì APEC trong năm 2022. Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể hợp tác cùng Việt Nam nhằm hỗ trợ hiện thực hóa khu vực mậu dịch tự do châu Á-Thái Bình Dương FTA-AP và thúc đẩy việc cấp thẻ đi lại doanh nhân APEC APTC nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đi lại kinh doanh xuyên biên giới an toàn, liền mạch và bao trùm hơn trong khu vực APEC, đại sứ Thái Lan nói.
Nói chung, việc thành lập ThaiGEM không chỉ là một cột mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển trong quan hệ hai nước, mà còn là cầu nối quan trọng trong việc kết nối và hỗ trợ nhiều hơn nữa nhà đầu tư Thái Lan hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Sự có mặt của ThaiGEM sẽ là chìa khóa để đẩy mạnh thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan, mở ra nhiều cơ hội hơn cho nhà đầu tư Thái Lan thông qua việc cung cấp thông tin về các chính sách kinh tế của Việt Nam, điều kiện, môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp đến việc tư vấn, kết nối và kiến tạo các cơ hội kinh doanh Việt Nam-Thái Lan, đồng thời phản ánh kịp thời ý kiến của doanh nghiệp đến với chính phủ Việt Nam. Đây sẽ là tiền đề quan trọng cho việc hợp tác đầu tư lâu dài bền vững của các nhà đầu tư Thái Lan tại Việt Nam. Hiện tại, Thái Lan là nhà đầu tư lớn thứ 8 của Việt Nam và là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan đóng vai trò quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Thái Lan và Việt Nam và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của cả hai nước trong hơn 4 thập kỷ qua. Năm 2021, hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023. Tính đến nay, các doanh nghiệp Thái Lan đã đầu tư vào Việt Nam 653 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 13,1 tỷ USD, đứng thứ 9 trên 141 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam cũng đã đầu tư 16 dự án sang Thái Lan với tổng số vốn đạt 32,8 triệu USD, đứng thứ 32 trên 79 quốc gia có vốn đầu tư của Việt Nam. Điểm qua các thành tựu kinh tế Việt Nam gần đây, có thể khẳng định Việt Nam đã kiểm soát thành công đại dịch Covid-19 và đang tập trung cho phục hồi kinh tế. Theo đánh giá của các tổ chức tài chính quốc tế, triển vọng kinh tế Việt Nam rất tích cực, bất chấp tác động của Covid-19 và các cuộc khủng hoảng đang diễn ra trên toàn cầu. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam và điều này được nhấn mạnh trong Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 2021-2030 khi Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam đặt trọng tâm phát triển bền vững, theo đó khuyến khích các nguồn FDI công nghệ cao thân thiện với môi trường trong nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, điện tử. Các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ được hưởng nhiều ưu đãi, điều kiện thuận lợi thông qua các cơ chế, chính sách thông thoáng. Việt Nam cũng đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do FTA, trong đó có các FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, FTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Tất cả đã, đang và sẽ tạo thuận lợi cho kết nối với thị trường khu vực và toàn cầu. Cho rằng đây là thời điểm thích hợp để các doanh nghiệp Thái Lan tăng tốc triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam sau 2 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19. Các chuyên gia đã khuyến cáo các doanh nghiệp nên tích cực tìm hiểu môi trường đầu tư, kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng công nghiệp, môi trường. Ông Khun Kiat Obas Wongkan, Tổng Giám đốc Tập đoàn ACA Plus Group Holding PCL Thái Lan khẳng định, Việt Nam đang là điểm sáng trong thu hút FDI, đặc biệt là các nguồn FDI chất lượng cao. Ông Khun Kiat cũng trình bày về kế hoạch tổ chức đoàn các doanh nghiệp lớn Thái Lan đến thành phố Hồ Chí Minh kết nối đầu tư trong tháng 8 năm 2022. Theo đó, đoàn dự kiến gồm khoảng 40 doanh nhân từ các doanh nghiệp Thái Lan hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Trong tương lai, sẽ ngày càng nhiều nhà đầu tư Thái Lan quan tâm tới Việt Nam hơn nữa, đồng thời tăng cường sự hiện diện bền vững tại Việt Nam, góp phần quan trọng thúc đẩy phục hồi, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Còn quý khán thính giả của Vietnam Story có quan điểm như thế nào về vấn đề này? Hãy chia sẻ với chúng tôi ở phần bình luận bên dưới. Video cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!